được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Đãi Tiệc. Chương trình được phát sóng trên kênh SCTV 12. Và quý vị thân mến, vào bếp ngày hôm nay cùng với chúng ta là đầu bếp Phan Hùng, người đã giới thiệu đến chúng ta món cá hồi luộc dùng với sốt bơ trứng của kỳ trước rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì anh lại tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta. Và Hoài Hương đang thắc mắc không biết là anh sẽ giới thiệu đến chúng ta một món ngon gì nữa đây. Xin chào anh Phan Hùng. Xin chào Hoài Hương. Rất vui được gặp lại Hoài Hương và quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Đại Tiệc. Anh Hùng ơi, Hoài Hương cũng như là quý vị khán giả đang rất là háo hức không biết là ngày hôm nay anh sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị khán giả món ngon gì nữa ? Lần trước thì anh đã giới thiệu cho Hoài Hương và khán giả món cá hồi luộc dùng với lại sốt bơ trứng. Thì ngày hôm nay cũng tiếp tục một món ăn nó mang hương vị từ Ý. Món này thì nó có cái tên và cái cách chế biến nó rất là gần gũi với lại cái người Việt Nam. Món gì vậy anh? Đó là món ức vịt hầm bắp cải. Ức vịt hầm bắp cải. Rồi bây giờ anh đã có đầy đủ nguyên liệu để cho cái món ăn ngày hôm nay của mình. Thì anh cũng giới thiệu sơ qua. Ở đây là cái món ăn chính, cái nguyên liệu chính cho món ăn. Đó là ức vịt. Ức vịt. Thì ức vịt á, sẵn thì cũng như lần trước anh sẽ giới thiệu sơ qua cho Hoài Hương và khán giả biết được cái cách lựa chọn cái thịt nó sao tươi nhỉ? Ngon. Thì cái thịt vịt hoặc là thịt gia cầm mà khi mà mình lựa chọn thì Hoài Hương cũng như khán giả nên lưu ý là cái màu thịt phải sáng, không có được sẫm màu, không có được chuyển sang màu tím tái. Vì cái đó là nó đã bị nhiễm khuẩn rồi. Còn trên cái sớ thịt á, Hoài Hương nhấn tay lên thì nó có cái độ đàn hồi mà nó rất là dịu nhẹ. Không để lại cái dấu tay khi mà mình nhấn tay lên trên cái phần thịt của nó. Còn cái mặt da thì nó cũng phải sáng, nó không được thâm tím. Cái đó là những cái mà mình lựa chọn để cho mình có được cái nguyên liệu ngon. Rồi bây giờ mình đã chọn được thịt vịt rồi thì tới nguyên liệu rồi, gì nữa tiếp anh? Tới mình sẽ có ở đây là nó là tên tiếng Anh của nó đó thì gọi là bacon, nhưng mà người Việt mình hay gọi là thịt ba rọi sông khói. Hay là thịt heo muối cũng là nó. Thì ở đây cái này mình sẽ mua cái loại chế biến sẵn hay là thường là thực sự ra cái thịt này nó là thịt sống nhưng mà người ta hun khói theo cái kỹ thuật là người ta sử dụng cái gỗ mà gỗ sồi người ta hun khói để cho làm nó có cái mùi vị rất là thơm, đặc biệt đặc trưng của cái nguyên liệu này. Một phần kế tiếp thì ở đây anh cũng chuẩn bị sẵn, tại vì cái món ăn này anh đã giới thiệu với Hoài Hương rồi. Thì cái món ăn này nó là cái món ăn của Ý. Mà Ý thì nó gắn liền với pasta, pasta, spaghetti nè, hoặc là bánh pizza. Thành ra là mình sẽ cho một ít cái pasta dùng kèm vào món này. Rồi những cái nguyên liệu như theo cái tên của nó là vịt hầm bắp cải thì cái nguyên liệu bắp cải là không thể nào thiếu trong món ăn này. Thì anh đã có sơ chế sẵn một ít bắp cải mình rửa sạch. Rồi một vài nguyên liệu để mà mình nấu cái món này thì nó cũng có lá bay leaf rồi một ít lá thơm. Hai cái loại này thì mình đã được giới thiệu ở tập trước rồi. Cái này thì Hoài Hương có nhớ cái tên gọi tiếng Việt của nó không? Lá cỏ xạ hương. Cỏ xạ hương. Rồi đồng thời anh đã chuẩn bị sẵn cái này là cái ngò tây á mà của cái chương trình trước mình cũng đã làm quen với nó rồi. Nó là parsley, nó ngò tây. Nhưng ở đây thì anh cắt nó nhỏ ra để mình làm gia vị mình nêm vào trong cái món mì. Mình có tỏi, hành. Và ở đây là một ít cái rau củ mình sẽ dùng kèm, cũng giống như là cái món cá hồi của mình. Giống như anh nói là nguyên liệu chính là thịt thì phải ăn thêm một ít rau củ. Đúng rồi. Rồi ở đây thì có một ít rau củ để là mình dùng kèm. Ở đây là hai loại rau củ. Rồi cái rau củ này, cái loại rau salad này thì cũng mang tính chất là mình trang trí để mình tạo cái sức hấp dẫn cho cái món ăn của mình. Rồi. Như vậy là nguyên liệu đã đầy đủ rồi phải không anh? Đúng rồi. Còn một phần thì không thể thiếu là mình có một ít rượu vang trắng. Trong cái món này thì cái rượu vang trắng nó sẽ tạo nên cái hương vị đặc trưng cho cái món ăn. Thì mình không thể thiếu nó. Cái là một vài cái gia vị nêm nếm, tiêu, muối, dầu ăn. Bây giờ là anh em mình bắt tay vào chế biến món ăn được rồi. Dạ chắc chắn rồi. Ở tập trước thì em không có phụ anh được nhiều lắm cho nên là lần này thì để học bí quyết tốt hơn là em phải phụ được nhiều nha anh.
Dạ bây giờ thì mình bắt tay vào khâu đầu tiên là làm gì anh? Bây giờ thì Hoài Hương sẽ phụ với anh cái phần này. Dạ. Tất nhiên là bây giờ mình trước tiên là anh sẽ phải chiên cái ướp vịt này. Dạ. Lúc nãy thì có một phần hơi thiếu sót là anh nói sơ lại cái phần mà mình phải sơ chế. Dạ. Sơ chế cái này. Thì vịt á, riêng cái phần vịt thì Hoài Hương á, cũng như khán giả biết á, là cái phần mỡ ở dưới cái lớp da này rất là nhiều. Và cũng chính nó đó là nó gây nên cái mùi hôi khó chịu. Khi mình mua về, sau khi mình lựa chọn được nguyên liệu tươi ngon rồi, thì có hai cách. Một là người ta sử dụng rượu và gừng để người ta khử mùi. Hai là mình sử dụng muối. Thì ở đây thì anh cũng đã sử dụng muối để anh khử, làm cho cái ức vịt của mình nó bớt đi cái mùi hôi. Khi mình chế biến thì nó không có cái mùi khó chịu. Là có rượu, giấm. Có hai cách. Một là rượu và gừng để mà tẩm ướp, hoặc là mình chà sát để mình khử bớt cái mùi hôi của nó. Thì bây giờ anh sẽ làm cái phần vịt này. Còn Hoài Hương phụ với anh làm cái rau củ nha. Dạ rồi. Trước tiên thì mình sẽ phải cắt cái hành này ra. Đây. Mình cắt hành ra mỏng ha. Dạ. Lát mỏng mỏng thôi. Em muốn hỏi anh là cái ướp vịt á, trước khi chiên thì mình không có ướp gia vị gì hết anh? Không, mình không cần ướp gia vị. Chủ yếu là trong cái quá trình mình hầm á thì gia vị nó sẽ thấm đều vào trong cái phần vịt. Rồi cái ướp vịt á, mình chiên á, ở đây á là cốt yếu á là mình để làm cho cái lượng mỡ mà nằm ở dưới lớp da đó nó sẽ mất đi. Nó làm cho giảm đi cái độ ngấy của và đồng thời á, thì ở dưới cái phần mỡ đó nếu mình không xử lý tốt thì nó cũng sẽ gây mùi khó chịu. Rồi bây giờ em sẽ phụ anh làm gì ạ? Bây giờ anh sẽ mở bếp lên trước ha. Dạ. Mở bếp lên trước thì mình để cho chảo nó nóng lên. Rồi Hoài Hương, anh sẽ cho vào đây một tép tỏi ha. Một tép tỏi đập dập nó đây nha. Tép tỏi đập dập. Mình cái đây đang dầu ăn. Đây. Chảo mình cho nó khô lên. Em thấy là chảo nóng rồi đó anh. Rồi bây giờ nè, anh sẽ cho vào đây. Dạ. Anh sẽ cho vào đây. Rồi khoảng 2 muỗng thôi. Dạ. Ha, ít dầu. Rồi bây giờ Hoài Hương nè, Hoài Hương cho tỏi vào. Anh giảm lửa lại. Ok. Đây. Hoài Hương cho tỏi vào. Để có cái góc. Mình sẽ cho tỏi vào trước. Dạ. Tỏi xong rồi kế đến là mình cho hành vào luôn. Dạ. Mình xào cho cái hành nó thơm lên. Tất cả những gia vị này gia vị để tạo mùi. Dạ. Mình làm cho cái món ăn mình nó hấp dẫn hơn. Rồi Hương dùng cái này nè, mình đảo nó lên. Còn ở đây đó, anh sẽ để cho cái chảo nó nóng lên rồi mình sẽ chiên cái vịt nha. Trong quá trình mình xào hành thì mình cũng sẽ xào luôn cái phần ba loại xông khói. Vì cái ba loại xông khói này á, nó mình muốn cho nó vàng nó cũng cần cái thời gian hơi lâu một chút. Cho nên mình sẽ xào chung với hành luôn. Cái ba loại xông khói này thì ở trong nó có đã có gia vị gì chưa anh? Bởi vì nó có cái tên hồi nãy mà anh giới thiệu Hoài Hương á, nó là thịt heo muối. Cho nên người ta ướp muối xong người ta mới đem ăn đi xông khói. Cho nên nó có cái vị đậm sẵn rồi. Đúng. Bản thân của nó thì nó có cái vị đậm sẵn. Mình có cho thêm gì nữa không anh? Rồi bây giờ thì anh sẽ cho thêm vào đây là hai cái lá này thì Hoài Hương còn nhớ lá gì không? Lá nguyệt quế. Đúng rồi. Đúng thế. Mình xào lên. Còn bên đây anh cũng sẽ sử dụng. Đây bên đây chảo nóng anh cũng sẽ cho ít dầu vào. Rồi bây giờ xào như vậy được chưa? Có thêm gia vị gì đó không? Bây giờ nè, Hoài Hương để ý thấy bắt đầu cái thịt ba loại xông khói của mình á nó chuyển qua nó săn lại. Hành thì bắt đầu nó chuyển qua mặt trong thì là nó đã chín rồi. Lúc này mình mới cho hết cái bắp cải vào mình xào. Còn bên đây á thì nó sẽ chiên ướp vịt này. Thì như nãy anh giới thiệu Hoài Hương rồi là mình xử lý ướp vịt này để cho cái lượng mỡ dưới da này nó sẽ bớt đi. Đúng rồi. Đây em sẽ cho một tép tỏi vào đây ha. Một tép tỏi.
Thịt á, những cái loại thịt hầm thì mình cần cái thịt nó mềm, nó chín mềm thì nó mới tạo nên cái hương vị nó ngon. Yeah. Còn nếu mà hầm mà không hầm không đủ cái thời gian thì cái phần thịt nó còn cứng á, nó cũng sẽ gây trở ngại cho thực khách khi người ta ăn. Cái số thịt nó còn dai, nó cứng, nó không được hấp dẫn. Mà anh nói là cái hương vị thứ nhất là không có cay mà thịt hầm lại mềm nữa thì tất nhiên là trẻ con rất là thích. Trẻ em ăn được. Dạ. Tại vì có rất là nhiều những cái bữa tiệc mà em tham gia thì người ta có thể là dẫn con cái đi cùng á. Những cái món mà khó ăn hoặc là cay thì con nít không có ăn được. Rồi, tỏi mình nó thơm. Bây giờ anh sẽ chiên cái miếng nước vịt này nha. Mình chiên thì để cho nó ra hết cái lượng mỡ. Dạ. Cho cái mùi vị của cái thịt mình á, nó sẽ thơm hơn. Rồi mình xào cho bắp cải nó vừa chín tới thôi. Dạ. Vì lý do là trong quá trình mình hầm, mình còn phải hầm một khoảng thời gian lâu. Dạ. Cho nên bắp cải lúc đó nó sẽ nhừ lại. Nó chính bản thân nó sẽ tạo nên cái nền sốt cho cái món ăn này luôn. Dạ. Cái này bây giờ em xào như vậy là được rồi. Rồi được rồi. Bây giờ là tạm thời mình tắt bếp để mình chờ cái ốc vịt của mình. Dạ. Lúc nãy Thịnh có giới thiệu cái món ăn này rồi thì Hoài Hương có nhớ là nó xuất xứ từ đâu không? Từ Ý. Đúng rồi. Dạ. Ốc vịt này mình chắc là chỉ chiên sơ chứ không có chiên quá vàng. Mình chiên chủ yếu đó như cái mục đích mà anh giới thiệu với Hoài Hương đó. Dạ. Là mình chiên mục đích là để cho nó mất cái lượng mỡ ở dưới da đi. Dạ. Nó tạo cái độ vàng thơm. Dạ. Nó săn cái thịt thôi chứ không phải mình làm chín. Dạ. Tại vì cái kỹ thuật mà ở cái món này là mình phải hầm. Mình phải hầm. Lúc này thì em thấy cái da nó đã có một cái màu vàng ươm, nhìn rất là đẹp. Khi này tép tỏi của mình nó vàng rồi, mình không có sử dụng nó cho nên là mình chỉ cần lấy mùi thôi. Mình bổ sung thêm tỏi để nó là cái tác nhân mà nó khử mùi tốt. Nó sẽ làm cho cái món ăn của mình nó thêm hấp dẫn hơn. Rồi, ở đây mình đã xử lý xong. Thì bây giờ đó, anh sẽ chuyển cái phần vịt này qua thẳng bên đây luôn. Hoài Hương để ý nè, thấy cái lớp da của mình sẽ nó mỏng đi. Cái lớp mỡ ở dưới nè. Nó đã bớt đi rồi. Nó bớt đi rồi. Cho nên là cái món ăn của nó sẽ không có nhiều cái lượng mỡ quá. Bây giờ thì mình sẽ lại mở lửa lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ hầm nó lên anh ạ. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục hầm nó lên. Rồi, anh sẽ mở lửa lại. Bây giờ mình tiếp tục. Ở cái giai đoạn này là bây giờ mình chuyển qua giai đoạn hầm. Nhưng thực ra thì tới giai đoạn này là mình chưa kết thúc đâu. Mình chưa có chuyển qua giai đoạn hầm được đâu. Đó. Bây giờ là mình vẫn còn phải làm cho tất cả cái hỗn hợp này của mình nó nóng lên. Rồi sau đó một cái phần mà không thể nào thiếu như nãy anh giới thiệu rồi là rượu vang. Ở đây anh có 60ml rượu vang. Anh sẽ cho hết tất cả rượu vang vào trong này. Rượu thì nó có cái tác dụng gì đối với món ăn không? Rượu vang á thì rượu vang trắng, nhất là rượu vang trắng đối với những cái dòng thịt này thì nó tạo nên cái vị chua nhẹ và cái mùi thơm nhẹ của cái rượu mà được làm từ nho. Chút xíu nữa thì mình sẽ cảm nhận được nó có một cái vị chua, nó thanh lắm, rất là nhẹ nhàng, không có quá chất, quá nồng giống như là rượu vang đỏ. Rồi tới giai đoạn này khi mà mình xào cho cái phần rượu vang nó sẽ bay hơi bớt thì cái phần mùi vị nó sẽ giữ lại. Nhưng mà cái phần rượu á, nó bay hơi. Thì trong quá trình nó bay hơi đi á, thì nó cũng sẽ là một cái tác nhân. Những cái mà mùi khó chịu của món ăn mình thì nó cũng sẽ theo cái mùi rượu nó đi lên. Nãy giờ thì Hoài Hương thấy á, là đối với cái món vịt á, thì anh Hùng rất là chú trọng đến cái việc là phải khử mùi của vịt đi. Ngay từ cái khâu sơ chế thì chúng ta cũng đã phải làm bớt mùi. Rồi trong những cái gia vị mà thêm vào món ăn thì cũng có tác dụng làm bớt cái mùi của vịt, ngoài cái tác dụng là làm cho món ăn ngon hơn. Rồi hồi nãy lúc trong cái phần mà giới thiệu gia vị á, gia vị món ăn á, thì anh lại quên nhắc cho Hoài Hương nhớ là mình còn phải có một ít cái nước dùng. Nước dùng mà mình được nấu từ xương gà để mình thực hiện hầm cái món này. Thì ở đây anh có chuẩn bị sẵn một ít nước dùng. Thì trong cái giai đoạn này khi mà rượu nó đã bay hơi hết thì mình sẽ cho một ít nước dùng vào đây. Mình có thể thay nước dùng xương gà bằng xương heo được không anh? Nước dùng xương gà có thể thay bằng xương heo được, nhưng mà thường thật sự ra
thì nước dùng xương heo á nó sẽ để lại một cái vị hơi có cái gì đó, cái mùi không có được thơm. À. Vì trong cái xương heo nó có cái tủy. À. Cái tủy khi nấu ra thì nó có cái mùi hơi tanh nhẹ nhẹ của cái xương heo nếu mình xử lý không tốt. Dạ. Là mình hầm cái món này phải tốn khoảng 40 phút. 40 phút. Dạ, 40 phút, thậm chí có thể cả tiếng. Tùy theo cái ức vịt của mình nó dày mỏng như thế nào. Mà em thấy ở đây anh cho cái lượng nước không có nhiều lắm. Đúng thì rồi. Thì trong cái quá trình hầm như vậy mình có phải mình bổ sung nước? Có, mình phải bổ sung thêm nước. Mình phải bổ sung thêm nước liên tục. Mình phải bổ sung. Ví dụ như bây giờ này, đó, nước của mình nó chưa được đủ thì mình phải cho thêm vào. Dạ. Không nên cho một lần quá nhiều nước. Tại sao vậy anh? Khi một lần mà quá nhiều nước á, thì khi mà cái phần thịt của mình nó nhừ mà cái phần nước nó chưa có sánh lại thì không đạt được cái sốt, cái độ sánh nhẹ của sốt. À. Cho nên là mình phải canh vì cái món này cái lượng sốt mình không phải là loãng. Dạ. Cho nên mình cần cái độ sánh đặc của nó vừa phải. Rồi, bây giờ thì bây mình giờ sẽ trong chờ quá trình mà mình chờ bây giờ anh nhỏ lửa lại nha. Dạ. Mình nhỏ lửa lại mình hầm lửa riu cho nó nhừ. Thì trong quá trình đó thì anh sẽ chuẩn bị về cái lượng rau củ. Dạ. Lượng rau củ mình dùng kèm đó. Đây anh giới thiệu với Hoài Hương thì mình có một ít rau củ để dùng kèm. Cái này mình cũng sẽ xào lên anh. Đúng rồi, mình xào lên thì cũng giống như món ăn trước mình. Dạ. Thì có thể là người ta sử dụng là rau củ là không có xào. Dạ. Mà người ta chỉ luộc thôi. Còn những người mà người ta thích cái hương vị nó đậm đà hơn. Dạ. Nó hấp dẫn. Hấp dẫn hơn thì người ta sẽ sử dụng, người ta sốt tê đây, người ta xào lên đó. Để ở đây mình cũng sẽ sử dụng một ít tỏi thôi. Cái rau củ này trước khi xào thì mình có phải luộc sơ trước có không? Mình sẽ làm mà mình làm thường là mình làm sẽ làm chín nó trước. Dạ. Rồi sau đó là mình xào nó lên. Dạ. Cái này là một bí quyết mới mà Hoài Hương mới học được. Tại vì bình thường thì ở nhà em thường xào thì cho thẳng vào xào luôn chứ không có làm chín trước. Hoài Hương nghĩ là quý vị khán giả cũng nên ghi cái điều này vào trong bí kíp nấu ăn của mình. Bởi vì nếu mà cái món ăn mà nó có cái màu sắc không có được đẹp thì cũng sẽ kém phần hấp dẫn. Rồi bây giờ sẽ xào cái này trước ha. Mình sẽ xào cái này. Rồi, kế tiếp anh sẽ cho hết tất cả cái này vào. Thì cũng như đợt trước, mình làm cái món cá hồi. Dạ. Thì mình đã nói rồi, trên cái đĩa đồ ăn mà mình có được cái màu sắc tương phản nhiều á, thì nó sẽ tăng thêm cái sức hấp dẫn cho món ăn của mình. Để cho đậm đà thì anh sẽ nêm vào đây một ít muối. Nha. Trong cái thời gian mình chờ hầm thì mình sẽ thực hiện cái rau củ này trước. Đã luộc chín rồi cho nên là mình cũng chỉ xào nhâm thôi anh. Rồi, cái rau củ của mình xong. Dạ. Bây giờ anh sẽ tắt lửa. Mình sẽ chuẩn bị trước cái đĩa. Ở đây. Đây. Rồi, anh chuẩn bị mình cái đĩa. Cũng giống như lần trước, Hoài Hương nhớ là anh nói là ngoài cái độ tương phản của màu sắc thì cái cách trình bày bố cục món ăn cũng phải hấp dẫn đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi, em thấy là cái phần rau củ cũng đã hoàn tất và vịt hình như cũng đã chín rồi. Bây giờ mình trình bày món ăn anh ha. Món ăn của mình là coi như hoàn tất rồi đó. Sau khi mà anh đã nêm gia vị lại rồi, món ăn của mình đã hoàn tất. Bây giờ là anh sẽ hướng dẫn cho Hoài Hương trình bày cái đĩa ăn của mình cho nó đẹp mắt, hấp dẫn nha. Bây giờ anh chỉ cho em kỹ hơn một tí xíu để em trình bày. Đây. Dạ. Mình trên cái đĩa đồ ăn mình sẽ đặt nó lên đây ha. Đó, Hoài Hương giữ cái này. Rồi anh sẽ cho một này nằm ở phía sau. Dạ. Nó sẽ đỡ cái này cho mình. Nó có đầy đủ tất cả những cái rau củ. Cái màu xanh bao giờ nó cũng tạo một cái sự tươi mát và hấp dẫn cho món ăn. Đó, cái phần rau củ mình có rồi. Bây giờ là hồi nãy anh có nhắc cái Hoài Hương rồi. Thì cái món ăn này, nó là món ăn của Ý. Cho nên là mình không thể nào thiếu một ít pasta dùng kèm cho cái món này. Ha.
thì mình sẽ cho một ít pasta lên. Cho một ít pasta anh lên. Anh cũng rất là khéo. Lúc nãy em cứ tưởng là mình cứ cho thẳng mì vào ở trong này. Đây, mình cho một ít mì lên đây. Rồi bây giờ thì mình chỉ có việc làm thôi. Tắt lửa, hoàn tất món ăn nha. Đây, như hồi nãy là anh có nói giới thiệu Hoài Hương rồi. Mình không có cần cái lượng sốt nó quá nhiều. Mà mình chỉ cần cái lượng sốt nó hơi sánh đặc. Thôi. Rồi sau đó anh sẽ cho cái phần ướp vịt này. Em thấy là cái cách trang trí của anh thì nó không có quá cầu kỳ đâu. Đúng rồi. Dạ, nhưng cái mà nhìn phong cách đẹp Âu thì nó sẽ đơn giản, nó gọn nhưng mà nó tạo được cái sức hấp dẫn, cái sức hút cho nó. Ở đây em có thêm một ít cái rau cải, mình cho nó lên trên thôi để nó tạo cái sức hút cho cái món ăn thôi. Mà có thể là thực khách người ta cũng sẽ dùng kèm được. Cho nó đỡ ngán. Đúng rồi. Rồi, một ít lên để tạo cái màu sắc đồ tương phản. Món ăn của mình đã hoàn tất rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Nhìn màu sắc thì rất là đẹp nè. Hương thì cũng rất là thơm. Và không biết là vị là như thế nào. Bây giờ chắc anh phải để cho Hoài Hương thử. Dạ. Rồi sau khi thử xong thì Hoài Hương sẽ cho anh và khán giả biết cái cảm xúc của mình. Thịt thì rất mềm ha. Đây, Hoài Hương dùng thử một ít cái sốt mà Hoài Hương. Món ăn này quả thật rất là tuyệt vời anh. Cái thịt vịt nó mềm mà mềm vừa phải thôi, không có quá mềm. Rồi cái thịt thì nó rất là ngọt nữa. Và cái nước sốt thì nó đậm đà vừa phải. Mà khi nó vào trong miệng thì có một cảm giác giống như tan ở trong miệng cái nước sốt à. Và nó hòa quyện vào cùng với thịt. Lúc đầu em có hỏi anh đó là vịt thì không có ướp thì liệu nó có ngon hay không á. Anh có bảo là nước sốt thì nó sẽ hòa quyện cái gia vị. Và đúng thật rồi. Sự đúng là rất là ngon ạ. Trong quá trình mình hầm thì nó sẽ thấm, thấm gia vị trong cái miếng vịt. Cái đó là những cái cảm xúc mà Hoài Hương nhận được từ cái món ăn và chia sẻ với lại khán giả. Dạ, em cảm ơn anh Hùng. Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình hôm nay, đầu bếp Phan Hùng cùng với Hoài Hương đã giới thiệu đến quý vị một món ăn rất là ngon, đó chính là món ướp vịt hầm bắp cải. Và chắc chắn là Hoài Hương nghĩ là quý vị nếu có thời gian thì chúng ta hãy thử làm món ăn này tại nhà để đãi gia đình và bạn bè. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hoài Hương phải nói lời chào tạm biệt. Nhưng mà quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 19 giờ thứ 3, thứ 5 hàng tuần và phát lại thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. Và những món ăn ngon hấp dẫn hoặc những nhà hàng đặc sắc mà quý vị muốn giới thiệu với chương trình, xin hãy gửi thư về địa chỉ email mongondaitiec@nguyenminh.ad.com. Đến đây thì Hoài Hương và đầu bếp Phan Hùng phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.